Thì đòi cán mùng rau sang leo khoi chương trình cái mùng va dầm lấy trung tâm truyền thống sen Quảng Ninh. Chương trình nên hỏi thăm lấy là dù, cả lai thì đòi cán mùng rau để chú leo, hẹn bong bông rau dầm chương trình cái mùng va thì nhớ hơi.